Dứt điểm. Vào! Bàn thắng mở tỷ số thuộc về Anh Đức. Cú đá phạt tuyệt đẹp của Anh Đức đã mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho Bakermax Bình Dương. Bởi vì đây được đánh giá là một trận đấu rất căng thẳng và yếu tố về tâm lý sẽ đóng vai trò rất then chốt để quyết định cục diện của trận đấu này. Quá khó cho Tô Vinh Lợi bởi đó là một cú sút hoàn hảo của Anh Đức. Hàng phòng ngự của Bakermax Bình Dương. Anh Đức. Một tình huống va chạm giữa Abbas và Trọng Hoàng. Cầu Vinh, một vị trí sở trường. Dứt điểm. Cú đá là của Lê Công Vinh, rất nguy hiểm. Abbas. Cái hàng phòng ngự của mình, Abbas đã thực hiện đường truyền hợp lý và chúng ta có thể thấy rằng có quá nhiều những khoảng trống giữa các cầu thủ hậu vệ của FLC Thanh Hóa. Trọng Hoàng mang số thoải mái và không bị ai kèm. Cơ hội, sút bóng, bóng đi vượt sang ngang sau cú đá của Lê Văn Tân. Papeoma. Cơ hội dứt điểm, sút bóng, không vào. Anh Đức. Abbas, sút bóng, cơ hội là đây. Tỷ số bây giờ đã là 3-0 nghiêng về phía Bakermax Bình Dương. Đã ghi bàn, Anh Đức đã ghi bàn. Và Trọng Hoàng cũng đã lập công. Đúng là một tình huống mà các hậu vệ của Thanh Hóa đã chơi rất lung túng. Lại là Đào Văn Phong đã không thể so bì được với sự can lướt và Công Vinh. Moses chọc khe. Abbas. Abbas không vào. Lê Văn Tân. Rất tốt. Tỷ số được thu hẹp xuống còn 1-3. Hy vọng lại sống dậy, lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ đối với FLC Thanh Hóa. Và nếu cứ đá tấn công như thế thì không gì là không thể ở trong một trận đấu như thế này. Với một pha vừa tấn công tốt của đội khách, nỗ lực của Hoàng Đình Tùng và cú dứt điểm vừa rồi của Papeoma đã chính xác. Chứ không còn để lại sự tiếc nuối đối với đội bóng áo vàng như ở trong những gì xảy ra trước đó nữa. Thêm một lần nữa thì Tô Vinh Lợi đã kỹ thua dành cho FLC Thanh Hóa. Rất tốt. Không vào. Đội bóng đỏ dồn đội hình lên rất nhanh. Liệu sẽ có bàn thắng thứ tư? Abbas vào! Tưởng như tình huống của Trọng Hoàng đã làm đã có bàn thắng dành cho FLC Thanh Hóa. Sự an ủi nữa dành cho FLC Thanh Hóa với những nỗ lực tuyệt vời ở trong trận đấu này. Một cú vô lê chuẩn xác và uy lực của Lê Văn Tân. Mai Tiến Thành. Dứt điểm. Sau khi Thanh Hóa ghi bàn thì đến lượt Bakermax Bình Dương lập công và cho thấy được năng lực tấn công của hai đội là rất tốt. Một pha phối hợp tấn công rất đẹp mắt. Đường truyền của Mai Tiến Thành chính xác đến từng mm dành cho Tăng Tuấn và quỹ đầu của Tăng Tuấn cũng không thể chê vào đâu được.